hello các bạn. Trời ơi, cô ngủ quên. Cô nói là 2 rưỡi cô like nhưng mà không hiểu sao cô ngủ, cô quên mất một cái lịch là cô sẽ dạy các bạn. Thế là cô cứ đinh ninh cô ngủ thôi. Cứ ngủ ngủ trương mắt lên. Sorry các bạn. Trời ơi, rất là xin lỗi các bạn. Cứ để các bạn phải chờ đợi luôn đi. Đấy, cứ để các bạn phải chờ đợi ấy. Thế nhá. Ôi dồi ôi, cứ để các bạn phải chờ đợi tôi xin lỗi các bạn. Sorry. Sorry nhiều nha. Trời ơi, không hiểu sao mình có thể ngủ quên được. Quên mất lịch dạy on các bạn luôn đi. Xin lỗi nhé, hôm nay thì chúng ta sẽ nhắc lại về người đáy lò sông Đà một chút. Và có một số cái yêu cầu phụ về người đáy lò sông Đà ấy, thì cô sẽ giải quyết cho các bạn. Đấy nhá. Thì cô sẽ giải quyết cho các bạn về cái vấn đề này nha. Cô sẽ giải quyết cho các bạn về cái vấn đề này. Nên là cô sẽ nào, chúng ta sẽ nhìn lên màn hình giúp cô này. Không biết là các bạn nào đang xem live stream không? Chính là live từ 2 rưỡi rồi. Nhưng mà xin lỗi nha các bạn nhá. Cô ngủ quên, các bạn thấy hôm nay tiếng cô khàn không? Trời ơi, khàn hết cả tiếng rồi. Mong là còn 3 ngày nữa thì cô sẽ chiến đấu với các bạn được đến cùng. Tối nay thì cô sẽ nhắc qua cho các bạn về sóng một chút. Bởi vì các bạn đang cảm thấy khó khăn đối với bài thơ này đúng không? Trời ơi, không hiểu sao tự dưng lại khàn tiếng ghê luôn ấy. Đấy, rồi, chắc là mình chấp nhận thôi. Mình chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ. Chấp nhận là mình bị khàn tiếng chứ còn biết làm sao bây giờ. Trời ơi. Cô phờ phạc vậy. Cái gì thế? Mày nhìn cô này mà mày bảo là phờ phạc à? Cô vừa mới gội đầu. Thế là tầm 3 rưỡi cô bạn nhắn bảo là cô ơi 3 rưỡi rồi cô không live stream mà em chờ cô từ 2 rưỡi đến giờ. Bảo là ô chết cô quên mất để cô đi gội cái đầu đã. Đấy gội đầu bây giờ tóc cũng vẫn còn te tua, chính là cô hất ngược lên cơ. Nhưng mà thôi để tí mái gọi là lưa thưa nhé. Đấy, toát hết cả mồ hôi này, không dám bật quạt. Cô bật tí quạt nhá. Không nóng lắm, toát hết cả mồ hôi này. Nhá, bật tí quạt nhá. Trời ơi, bật quạt thì sợ các bạn bị ồn ý. Và không bật thì chắc chết chảy cả mỡ là mất. Nhá, bây giờ chúng ta sẽ đến với tìm bút người đấy rồi. Đây cô ngủ mà mắt còn sưng lên này. Trời ơi, chưa bao giờ buổi trưa kiểu như bây giờ dậy xong nhóm kín rồi không phải viết tài liệu nữa. Thế là mình ngủ, trời ơi, ngủ trưa ngửa mắt lên, ngủ sưng ngửa mắt lên này. Trời ơi, nào, đối với thực ra ấy, các bạn hiểu về xử lý yêu cầu phụ của tùy bút người đáy lò sông Đà nó liên quan rất nhiều về tác giả và phong cách nghệ thuật của tác giả. Thế nên là ấy, bạn phải chắc về tác giả đã thì các bạn mới có thể xử lý yêu cầu phụ của người đáy lò sông Đà được. Các bạn hiểu này. Yêu cầu phụ ấy, thực ra ấy, nó chỉ liên quan đến nội dung, đặc sắc và phong cách nghệ thuật của tác giả thôi. Mà đặc biệt ở Nguyễn Tuân ấy, thì Nguyễn Tuân là một tác gia lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Vậy nên là người ta cũng sẽ hỏi nhiều về cái quan điểm sáng tác hoặc là cái phong cách nghệ thuật của tác giả. Vậy nên ấy, về nhà văn Nguyễn Tuân thì các bạn sẽ tìm sâu về giúp cô về những cái điều đặc biệt liên quan đến phong cách nghệ thuật của tác giả. Đấy. Còn những nhà văn khác thì các bạn sẽ khai thác theo cái hướng khác. Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn dần dần. Cô sẽ hướng dẫn các bạn dần dần. Đấy. Thì vì đến với tùy bút người đáy lò sông Đà ấy, thì bạn phải thực sự hiểu về nhà văn Nguyễn Tuân. Nhà văn Nguyễn Tuân là nhà văn như thế nào? Nhà văn Nguyễn Tuân là nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp. Cái nổi bật rõ nhất của văn Nguyễn Tuân đó chính là chất ngông. Đấy, cái điều ngông đấy nó được thể hiện đâu ạ? Cái điều ngông đấy nó được thể hiện ở sự tài hoa uyên bác. Nó được thể hiện ở bộ kiến thức sâu rộng của nhà văn Nguyễn Tuân về nhiều lĩnh vực. Nhà văn Nguyễn Tuân là nhà văn am hiểu vô cùng nhiều lĩnh vực. Thế nên là cái chất văn của Nguyễn Tuân ấy nó cũng thể hiện được một cái phong cách riêng. Đó chính là gì ạ? Vì ông hiểu nhiều nên trong những trang văn của ông ấy luôn luôn là cái sự đổ bóng của rất nhiều lĩnh vực kiến thức. Thế nên là chúng ta tìm hiểu văn Nguyễn Tuân ấy, nếu như chúng ta tìm hiểu một cách hời hợt, chúng ta không hiểu được ý đồ, chúng ta không hiểu được phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân thì không bao giờ chúng ta hiểu được Nguyễn Tuân đang muốn phản ánh, muốn nói đến chúng ta điều gì. Vậy thì ấy, các bạn cần phải hiểu những cái ý chính mà cô đang lưu lại cho các bạn ở đây. Cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách khai thác những yếu tố này để viết vào phần yêu cầu phụ làm sao cho nó hay. Thì cái yếu tố đầu tiên các bạn phải nhớ cho cô đó chính là Nguyễn Tuân là một định nghĩa chuẩn về người nghệ sĩ chân chính suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông có một tình yêu quê hương tha thiết đối với quê hương và đất nước. Đây, chính cái điều này á, nó cũng có thể khai thác các bạn được một cái yêu cầu phụ rồi. Đó chính là nhận xét tấm lòng của Nguyễn Tuân. Đấy, nhận xét phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân.
đấy, sau cách mạng. Thì dù trước cách mạng hay sau cách mạng, cái điều quy chuẩn của Văn Nguyễn Tuân đó chính là gì? Đó chính là ông luôn luôn miệt mài lao động. Ông là một người nghệ sĩ chân chính suốt đời đi tìm cái đẹp trong thiên nhiên và con người. Đấy, ông thể hiện cái đẹp đấy, ông tìm kiếm cái đẹp đấy xuất phát từ tình yêu quê hương tha thiết của mình. Con hiểu ý đoạn này không ạ? À, Bằng ơi, Nguyễn Công Bằng ơi, tí nữa cô sẽ up bài của em sau nha. Đấy, Nguyễn Công Bằng ơi, Nguyễn Công Bằng ơi, tí nữa cô sẽ up bài của em sau nhé. Cô đang exit lại một tí cho nó đẹp đẽ cái đã, rồi tí nữa cô sẽ up bài em. Khoảng tầm 5:30 6 giờ thì cô sẽ up bài em nhá. Thực ra là lên trên fanpage cô ấy, em cứ chuẩn bị cho nó cứ vài nghìn lượt xe á. Thế nên là cứ chuẩn bị tinh thần nhá. Thực ra thì bạn Nguyễn Công Bằng là một thích sư. Thế nên là bạn ấy có nhờ cô là đọc cho bạn ấy đọc giúp bạn ấy một cái cuốn sách mà bạn ấy ra. Thực ra thì gọi là bạn thì hơi không phải phép cho lắm. Nhưng mà cô thì mới đầu thì khi nhắn tin với bạn Nguyễn Lương Bằng, à Nguyễn Công Bằng ấy này, thì cô bảo là cô sẽ xin phép được gọi là thầy, bởi vì đây là một thích sư, thế nên là cô rất là lễ phép. Thế cô bảo là thầy, xong rồi bạn ấy bảo là thôi cứ gọi là cô đi, để cho bạn ấy xưng là em cũng được, chứ không nhất thiết phải quá là câu nệ với bạn ấy. Thế nên là cô cũng gọi như thế. Thế nên là bạn ấy có một cái bài chia sẻ, thì lát nữa thì cô cảm thấy rất hay và rất thú vị vừa đối với cái bài đó. Cái bài đấy sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn. Thế là bạn này thì có ra một cái cuốn sách, đó chính là về gì nhỉ? Bạn này có ra một cái cuốn sách về kiểu như là lịch sử Đức Phật đấy. Đấy thì cô cũng rất thích cái môn đó. Cô thì cô rất thích cái lĩnh vực đó. Thì cũng rất mong là bạn ấy được tặng một quyển. Đấy, thế nhá. Ok, rồi, tí nữa cô sẽ chia sẻ bài của em lên đây nhá. Đấy, rồi chứ nói chung là chia sẻ lên fanpage của cô thì em cứ ngồi đếm like thôi. Em cứ ngồi mà đếm like. Thế nhá. Rồi bây giờ để cô giảng cái đã. Thế nhá. Bây giờ để cô giảng cái đã, xong rồi tí nữa cô sẽ hướng dẫn các bạn sau nhé. À, cô sẽ chia sẻ cái bài của em sau nhá. Đấy, rồi ok các bạn nhìn này. Cái này của cô ấy chính là nó kiểu như là nó vẫn còn ướt đấy. Thế nên là cô mới để nó như thế. Chứ cô thì cô thích nó hất lên như thế này này, để cho nó đỡ nóng chán của cô, để cho chán của nó đỡ bị mụn. Đấy, nhưng mà kiểu như là nó vừa mới gội đầu xong nên là nó vẫn còn tơi tóc ấy, nên là nó cứ rơi xuống thôi. Đấy nhá. Rồi bây giờ cô sẽ giảng tiếp với bạn này. Chính cái điều này ấy, người ta cũng sẽ có thể khai thác các bạn được một cái yếu tố trong yêu cầu phụ được rồi. Đấy, tí nữa thì cô, lát nữa thì cô sẽ hướng dẫn mà xử lý cái này sau. Cái điểm thứ hai mà bạn cần phải nhớ về nhà văn Nguyễn Tuân đó chính là gì? Đó chính là nhà văn Nguyễn Tuân có cá tính mạnh mẽ và một trí tuệ bậc thầy về ngôn ngữ. Đấy, từ văn hóa đến kiến thức của mọi liên ngành, có nghĩa là của nhiều ngành nghề, có nghĩa là mình gọi là liên ngành. Đấy, từ văn hóa này, quân sự này, đến lịch sử này, hội họa này, đấy, ông đều am hiểu hết. Thế nên là các bạn sẽ có một cái, bạn sẽ có một cái nhận, một cái yêu cầu phụ mà người ta có thể hỏi các bạn, đó chính là gì? Đó chính là nhận xét nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân, hoặc là nhận xét nét đặc sắc trong Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà. Đấy, hoặc là nhận xét nét đặc sắc trong cách miêu tả con người trong Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà. Thực ra là miêu tả về thiên nhiên hay miêu tả về con người thì nó cũng là sự đổ bóng về phong cách nghệ thuật và quan điểm nghệ thuật của tác giả đó. Vậy nên là khi các bạn viết về yêu cầu phụ thì các bạn phải hiểu về tác giả đã. Các bạn phải hiểu sâu về tác giả đã thì bạn mới có thể đi khai thác được vấn đề đó. Bạn phải hiểu như thế này, ví dụ như là nhận xét nét đặc biệt trong cách miêu tả về con người của Nguyễn Tuân, thì đầu tiên các bạn phải hiểu rằng là Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà là sự đổ bóng của nhà văn Nguyễn Tuân ở đó. Vậy đổ bóng ở đây là đổ bóng cái gì? Đổ bóng đó chính là gì? Đó chính là đi tìm cái đẹp. Nhà văn Nguyễn Tuân là người nghệ sĩ chân chính suốt đời đi tìm cái đẹp. Vậy để miêu tả người lái đò sông Đà hiện lên là một vẻ là chất vàng mười đã qua thử lửa như thế, thì phải kết tụ từ cái gì ạ? Từ nếu như nhà văn Nguyễn Tuân không đi tìm cái đẹp trong con người và thiên nhiên, thì liệu rằng ông có thể hiện được thể hiện một hình tượng người lái đò xuất sắc trên những trang văn như vậy không? Chúng ta thấy đó là một người nghệ sĩ vượt thác leo gành,
chứ không phải là một người lao động thầm, một người lao động bình thường nữa, mà đấy là lao động trên tư thế của một người nghệ sĩ. Đấy, đã là nghệ sĩ là hướng tới cái đẹp rồi, đúng không ạ? Đấy, đấy chính là một tay lái xa hoa. Tay lái xa hoa chính là cái đẹp rồi. Đấy, và các bạn sẽ thấy rất rõ đó chính là gì? Các bạn sẽ thấy rất rõ là trong quá trình vượt thác của người lái đò ấy. Nào, trong quá trình vượt thác của người lái đò sông Đà ấy, người lái đò sông Đà có mạnh mẽ không ạ? Có cá tính không ạ? Có đặc biệt đúng không ạ? Cái sự đặc biệt của người lái đò sông Đà đó chính là gì? Đó chính là ông rất là kỳ vĩ trong cái công việc của mình. Đấy, ông rất là phi thường trong cái công việc của mình. Nhưng cái phi thường đấy, ông lại không hề vỗ ngực xưng tên, ông lại không hề ca tụng nó, mà khi cô vượt qua cái thác cảnh đấy rồi, ông lại quay trở về với cái vẻ đẹp giản dị khiêm nhường của mình. Và Nguyễn Tuân cũng đấy, cô ấy nói là người lái đò sông Đà là sự đổ bóng của Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân là một người có cá tính mạnh mẽ, ông là một người am hiểu kiến thức, nhưng ông không bao giờ phô bày những cái kiến thức đấy của mình một cách không bao giờ phô bày cái kiến thức của mình đấy, cái sự hiểu biết của mình cả, mà ông để nó thăng hoa trên những trang văn. Nguyễn Tuân bạn chưa bao giờ Nguyễn Tuân ngông ở đây đó chính là ông hiểu mình hướng tới điều gì, chứ ông chưa bao giờ ngông nghênh trước cái vốn kiến thức của mình. Đấy, thế nên người lái đò sông Đà cũng thế. Người lái đò sông Đà các bạn sẽ thấy rằng gì, có sự đổ bóng của nhà văn Nguyễn Tuân ở đó. Đó chính là gì, ông yêu, ông viết về những cái dữ dội, ông hướng về những cái phi thường, nhưng mà chính những con người đấy lại không hề cảm thấy phi thường, mà nó chỉ cảm thấy bình thường thôi. Và người lái đò sông Đà cũng thế nhá. Và cái tiếp theo đó chính là gì, đó chính là Nguyễn Tuân là bậc, là một trí tuệ bậc thầy về ngôn ngữ, văn hóa và kiến thức của mọi liên ngành. Điều này các bạn sẽ thấy rất rõ ở trong Tùy bút người lái đò sông Đà. Đấy, Tùy bút người lái đò sông Đà, trong Tùy bút người lái đò sông Đà, khi các bạn, khi mà nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả về cuộc giao chiến của người lái đò sông Đà với sông Đà hung bạo và dữ dội đấy, và khi nhà văn Nguyễn Tuân miêu tả về thiên nhiên dữ dội của sông Đà, thiên nhiên dữ dội ở núi Tây Bắc này, thì cũng thể hiện cái ngôn ngữ bậc thầy đó. Ví dụ như ở cái đoạn thứ nhất, đó chính là sông Đà hung bạo ở những vách, ở đá dựng vách thành, thì chỉ miêu tả về đá dựng vách thành thôi, mà nhà văn Nguyễn Tuân đã huy động đến 6 liên tưởng mà không một liên tưởng nào trùng lập. Trong 6 liên tưởng đấy, nó phân ra làm 3 cấp bậc: liên tưởng về cảm giác, liên tưởng về không gian, liên tưởng về thời gian. Đấy, đây, chỗ này cô soi với bạn xem nhé. Đây này, chỉ một đoạn văn miêu tả về vách đá hiểm trở thôi, nhưng nhà văn Nguyễn Tuân đã miêu tả, đã huy động đến 3 liên tưởng và so sánh. Thứ nhất đó chính là gì? Đá bờ sông dựng vách thành, lúc đó chỉ đúng ngọ mới thấy mặt trời. Đó chính là một liên tưởng so sánh về thời gian. Nào, đá có vách đá chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu, đấy là liên tưởng so sánh về không gian. Đứng bờ bên này, nhẹ tay ném hòn đá cũng qua bên kia vách, đó chính là không gian. Không gian hẹp thì mới có thể ném được. Có quãng con nai con hổ đã có lần vọt nhẹ từ bờ bên này cũng sang bờ bên kia. Đấy, cũng nói về gì ạ? Về không gian. Tiếp này, ngồi trong khoang đò qua quãng ấy, đang mùa hè cũng cảm thấy ớn lạnh. Đó chính là gì ạ? So sánh liên tưởng về cảm giác và thời gian. Thời gian là mùa hè, còn cảm giác là cảm thấy ớn lạnh. Đấy, còn một cái so sánh vô cùng đặc biệt và ấn tượng nữa, đó chính là gì? Đó chính là cảm thấy như đứng ở hè một cái ngõ nào mà ngóng vọng lên ở một cái khung cửa nhà, tên tận tầng nhà thứ mấy, vừa phụt tắt đèn điện. Đây là một cái so sánh vô cùng đặc biệt trong văn Nguyễn Tuân. Vậy thì chúng ta đã thấy một điều gì ạ? Khi Nguyễn Tuân đã không miêu tả thôi, đối với những con người mà người ta am hiểu, đối với những con người mà người ta cá tính, đối với những con người mà người ta mãnh liệt, đấy, người ta đã không miêu tả thôi. Nhưng một khi đã miêu tả, phải cho ra miêu tả. Một khi đã hướng tới một đối tượng nào, là phải miêu tả cho kỳ được cái đối tượng đấy. Đặt đối tượng ấy trong nhiều không gian tương quan với nhau, đặt đối tượng đấy trong nhiều góc cạnh, và sử dụng huy động rất nhiều liên tưởng để làm rõ đối tượng đấy. Làm rõ từ chân tơ cho đến kẽ tóc, làm rõ để cho người đọc thấy được là mình không chỉ đọc một áng văn, mà mình như đi lạc vào một cái cuộc trải nghiệm đấy. Và đọc văn Nguyễn Tuân, chúng ta không chỉ là đọc những con chữ đấy, mà chúng ta như là huy động cả mọi giác quan của mình để theo chân Nguyễn Tuân, theo từng con chữ của Nguyễn Tuân, bước vào một cuộc thám hiểm. Đó chính là cuộc thám hiểm sông Đà.
Đó chính là một cuộc thám hiểm vẻ đẹp trong tâm hồn của người đáy lọ sông Đà. Và trong tùy bút người đáy lọ sông Đà ấy, bạn Phương Ly có đang ấy không? Cô ốm, giọng cô nghe khác quá. Đúng rồi, cô bị khán tiếng. Cố 16 trang thôi. Cô bị khán tiếng em ạ. Ốm, trời ơi, kiệt quệ. 2 tháng này á, nó cứ khán tiếng thôi. Xong chưa? Đấy, thì các bạn chẳng hạn như mà người ta có cho các bạn phân tích cái đoạn này. Xong rồi người ta bảo là nhận xét nét đặc biệt trong ngòi bút tài hoa của Nguyễn Tuân. Vậy thì cái ngòi nét đặc biệt trong ngòi bút tài hoa của Nguyễn Tuân đây là gì? Bây giờ các bạn thử đi tỉ thử nghĩ xem nào. Cái gì các bạn đang thắc mắc cái gì đấy? Các bạn đang thắc mắc cái gì đấy? Để xem các bạn đang thắc mắc cái gì nào. Mà sao mà lại cứ cãi nhau om tỏi lên thế nhỉ? Các bạn đang thắc mắc điều gì nào? Đây, cái gì đây? À, Phương Ly đây. Ôi dồi ôi, sao Phương Ly cứ canh live stream à? Cái gì đây nhỉ? Cái gì đây? Cô ơi, nếu để cho đoạn trích bất kỳ về sông Đà thì mình có cần trích đoạn trích đấy vào không? Ôi, câu hỏi rất hay nhá. Đây nhỉ? Các bạn để ý này. Đây, các bạn để ý cho cô này. Đây, các bạn để ý cái chỗ này giúp cô nhá. Đây, 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 để ý cho cô như này này. Trong tùy bút người đó là sông Đá ấy, thì có 2 đối tượng. Đối tượng thứ nhất là con sông Đà, và đối tượng thứ hai là người lái đò sông Đà. Về con sông Đà ấy, thì có 2 nét tính cách. Nét tính cách thứ nhất là hung bạo dữ dằn, được thể hiện qua 5 yếu tố. Thứ nhất là đá bờ sông dựng vách thành hiểm trở. Thứ hai là mặt gành hát lóng dữ dội. Thứ ba là những cái hút nước. Thứ tư là thác nước cuồng nộ. Và thứ năm là trùng vi thạch trận. Bây giờ nếu như mà người ta cho các bạn đoạn trích về những cái hút nước đấy, bạn người ta cho đoạn trích về cái những hút nước, thì bạn xác định xem là cái nội dung của đoạn trích đấy là người ta đang nói về cái gì, thì bạn sẽ xem cái nội dung đấy là gì. Xong rồi các bạn viết là nổi bật ở đó. Đấy, các bạn nói là chúng ta nhớ đến sông Đà là một dòng sông mang 2 nét tính cách hung bạo dữ dội và thơ mộng trữ tình, nhưng đặc sắc nhất và ấn tượng nhất vẫn là đoạn sông Đà hung bạo với thác nước cuồng nộ. Có nghĩa là các bạn chỉ cần nhắc cái đấy thôi, các bạn chỉ nhắc cái nội dung xem cái đoạn trích đấy là gì thôi. Còn nếu như mà bạn không xác định được nội dung ấy, thì bạn trích cái điều đó được thể hiện qua đoạn trích, sau bạn trích mấy cái chữ đầu tiên, xong bạn ba chấm, xong rồi cái chữ cuối cùng. Nhưng cô thì cô thích cái cách là bạn xem nội dung của đoạn trích đó là gì, xong rồi bạn viết ra, chứ cô thì không thích ... như kiểu thế. Thế nhá. Xong chưa nào? Nhá, cô thì cô không thích ba chấm. Đấy, bởi vì cô không thích ba chấm. Đấy, cô thích là các bạn xác định xem là cái nội dung đoạn trích đấy người ta viết là cái gì. Xong rồi các bạn nêu cái nội dung đó vào bài viết. Thế nhá. Đây, ví dụ cho bạn như này. Ví dụ cho các bạn như này. Đây, ví dụ luôn các bạn nhá, để các bạn dễ hình dung nhá, không thì các bạn lại không có hình dung được. Ví dụ như là người ta cho các bạn đoạn trích về sông Đà, đá bờ sông dựng vách thành hiểm trở, và cái đoạn mặt gành hát lóng dữ dội đấy, người ta cho các bạn đoạn trích đấy, xong rồi người ta yêu cầu bạn phân tích, thì cô xác định được nội dung của cái đoạn trích mà người ta cho đó chính là 2 đối tượng, đó chính là 2 yếu tố: sông Đà hung bạo ở vách đá thành vách đá dựng vách thành hiểm trở và sông Đá hung bạo ở mặt gành dữ dội. Thì cô sẽ mở bài như sau, chứ cô không có trích. Cô mở bài như sau này: chẳng biết từ khi nào những dòng sông đã trở thành sợi thương sợi nhớ, nhân lên thành bản tình yêu trong trái tim những người nghệ sĩ, để rồi tình yêu ấy gợi tình gợi nhạc cho những câu hát, là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng giữ vầng thơ, là làn gió thổi mát vào từng áng văn chương. Và Nguyễn Tuân, người nghệ sĩ chân chính suốt đời đi tìm cái đẹp và nghiện một cách nghiêm túc và khó tính, cũng bị say đắm trước vẻ đẹp của Đà Giang, để rồi không kìm lòng mà viết nên tùy bút người lái đò sông Đà. Viết về dòng sông, nhưng trong áng văn của Nguyễn Tuân, đó là dòng sông có linh hồn, có nhiều nét tính cách đối ngược. Đó cũng là nguyên do mà nó hung bạo chẳng kém gì con người lúc đương đầu với sóng gió.
đặc biệt là đoạn đá bờ sông dựng vách thành hiểm trở và mặt gành hát lóng dữ dội. Thế là cô đã đưa được nội dung của cái đoạn trích mà người ta cho rồi. Cái đoạn trích mà người ta cho yêu cầu cô phân tích đó chính là cái chỗ mà hai cái đoạn văn đầu tiên sau cái phần lược bỏ đấy. Đấy thì cô đã xác định được nội dung của hai cái đoạn đấy rồi. Đấy, xong rồi cô viết vào luôn chứ cô không dùng chấm 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 chấm. Tuy nhiên chấm vẫn được, chẳng có cái vì gì là không được cả. Nhưng cô thì cô không thích chấm. Thế thôi nhá, chẳng có vấn đề gì cả đâu nha. Không chưa? Cô sẽ dạy các bạn đến 5 giờ, xong rồi cô đi biển hóng gió tí. Chứ cô bị stress quá rồi. Nếu như các bạn có thích biển không, lát nữa cô xuống biển Đồ Sơn cô live stream nhớ bạn. Đấy, giờ cô live stream hướng dẫn các bạn đến khoảng tầm 5 giờ, xong rồi cô đi biển ăn tôm cá tí. Thế tại cô rất thích ăn hải sản. Đấy, để tí cô xuống biển cô ăn tôm cua cá một tí. Đấy, để cho nó... Thế nhá. Rồi đấy, đấy cá là các bạn cần phải nhớ nhá. Bạn cần phải nhớ. Bây giờ chẳng hạn như mà người ta cho các bạn đoạn trích này, xong rồi người ta bảo các bạn là gì ạ? Bạn nhận xét nét đặc biệt trong cách miêu tả của Nguyễn Tuân thì các bạn sẽ làm gì? Đây, bây giờ người ta sẽ cho các bạn cái đoạn trích này, hai cái đoạn trích này. Đây, người ta cho các bạn hai đoạn trích này nhá. Đấy chính là đoạn trích đá bờ sông dựng vách thành hiểm trở và mặt gành hát lóng dữ dội. Rồi người ta yêu cầu các bạn là nhận xét nét đặc biệt trong cách miêu tả của nhà văn Nguyễn Tuân thì các bạn sẽ làm gì? Nào. Nào. Đấy, các bạn sẽ làm gì đối với cái đề này? Chưa? Yeah. Cô có chuẩn bị một cái file như này này. Đây, cái file này là cái file mà cô định đăng để tặng các bạn. Đây này, cô đã ghi rất rõ đối tượng này. Ví dụ như người ta cho cái đoạn trích này, nội dung của đoạn trích này là đá bờ sông dựng vách thành hiểm trở. Xong rồi cô trích cái này ra đây, xong rồi cô đi phân tích rất kỹ cho bạn, chỉ bạn từng ý đối tượng cụ thể là đá bờ sông. Đấy, đá bờ sông Đà. Đấy, đá bờ sông Đà. Đặc điểm là vách đá sâu, hẹp với những khối đá to lớn, tạo cảm giác rợn ngợp và nguy hiểm. Sự đặc biệt trong cách miêu tả là chỉ một đối tượng mà Nguyễn Tuân đã huy động đến 6 hình ảnh so sánh liên tưởng khác nhau. Trong đó có 3 so sánh về không gian, 2 so sánh về thời gian và ấn tượng nhất là so sánh về cảm giác. Vậy rút ra được một điều đó chính là Nguyễn Tuân so sánh không chỉ làm nổi bật đối tượng mà còn mang đến cho chúng ta một cuộc phiêu lưu trải nghiệm. Và chỉ mới một đoạn văn ngắn, Nguyễn Tuân đã khoe trọn được năng lực sử dụng ngôn từ của mình, sử dụng hình ảnh liên tưởng của mình. Đấy, đến cái đoạn văn thứ hai này thì đây, nội dung của nó đây. Xong rồi đặc sắc trong miêu tả là sử dụng hiệu ứng âm thanh, tạo ra một bản giao hưởng. Đấy, tạo ra một bản giao hưởng với các nhạc cụ cùng nhau hòa âm phối khí là nước đá sóng gió cuồn cuộn gùn ghè gầm gừ như thể muốn bắt sống con thuyền. Đấy, Nguyễn Tuân có sức tưởng tượng thú vị này. Đấy, các từ cảm giác mạnh này, động từ xô, có nghĩa là những ý chính mà bạn cần nhớ. Nếu như bạn cần thì chốc nữa về cô hoàn thành nốt cái này rồi cô gửi cho các bạn. Đảm bảo dễ thuộc, dễ hiểu, dễ nhớ. Đây, trùng vi 1 đây, trùng vi 2 đây. Đấy, đang làm dở này thì lười quá nên là chưa làm nữa. Bởi vì không biết là các bạn có cần không nên là làm, lười quá nên là không có làm. Thế bây giờ như thế này, bây giờ có hai cái đoạn này thì các bạn nhận xét đi. Nhận xét nét đặc biệt trong ngòi bút miêu tả của Nguyễn Tuân. Thì cô đã nói rồi, cái ngòi bút miêu tả đặc biệt cho Nguyễn Tuân này các bạn nhớ này. Thì trước tiên các bạn phải hiểu là văn Nguyễn Tuân là như thế nào đã. Văn Nguyễn Tuân là luôn luôn đặt đối tượng trong sự miêu tả so sánh đối ngược, tương quan đối ngược. Các bạn nhìn xem, trong cái đoạn văn này nó có sự tương quan đối ngược không? Nguyễn Tuân ấy là nhà văn hướng tới cái dữ dội và phi thường. Các bạn xem cái đoạn này nó có dữ dội phi thường không? Có. Nguyễn Tuân là nhà văn của núi cao thác gành thì chắc chắn đây là núi cao thác gành rồi. Nguyễn Tuân là nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp trong thiên nhiên và con người. Đây chính là cái đẹp trong thiên nhiên. Cái đẹp trong thiên nhiên của Nguyễn Tuân ấy, nó không phải là cái đẹp thơ mộng. Nó có thơ mộng như cái phần đấy cô nói sao. Đấy, cái đẹp trong văn của Nguyễn Tuân ấy là nó là cái đẹp dữ dội. Đấy, nó là cái đẹp mà phải tạm mang được cảm giác mạnh. Đấy,
Và khi miêu tả đá bờ sông dựng vách thành hiểm trở, Nguyên Tuân đã mang đến cho chúng ta một cái điều rất là đặc. Đứa nào nó nhắc đến cô thế. Đấy. Đấy chưa? Đấy thì nó có dữ dội không? Nó có dữ dội. Đấy. Cái điều đặc biệt nữa này, cái điều đặc biệt nữa trong Văn Nguyễn Tuân đó chính là gì? Đó chính là các bạn để ý nhá. Văn Nguyễn Tuân ấy, đây, ở đây cô có lọc cho các bạn đây rồi. Ở đây cô có đọc cho các bạn đây này. Đó chính là văn của Nguyễn Tuân ấy, sau năm 1945 ấy, thì ngòi bút của Nguyễn Tuân hướng về người chiến sĩ và con người lao động. Đó là những vẻ đẹp trong thiên nhiên và vẻ đẹp thầm bình lặng trong con người. Đấy, mà đồ trong mà những cái con người mà dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân, những nhân vật ấy không chỉ là những công dân dũng cảm mà còn là những con người tài hoa nghệ sĩ, được mô tả trong khung cảnh cũng phù hợp với tính cách tài hoa nghệ sĩ ấy. Các bạn để ý này, các bạn để ý đoạn này nhé, các bạn để ý đoạn này giúp cô này. Đây là một cái nhận định rất hay mà cô nghĩ rằng là các bạn nên thuộc, đó chính là gì? Sau năm 1945, người ta cũng có thể khai thác các bạn một cái yêu cầu phụ, đó chính là gì ạ? Quan điểm nghệ thuật. Đấy, người ta sẽ hỏi là nhận xét cách miêu tả con người của Nguyễn Tuân trước sau cách mạng. Đấy, thì các bạn phải hiểu là ngòi bút của Nguyễn Tuân sau cách mạng hướng về điều gì đã, thì các bạn mới đi nhận xét được cách miêu tả của Nguyễn Tuân, cách miêu tả con người của Nguyễn Tuân sau cách mạng nhá. Người ta cũng có thể hỏi các bạn một cái yêu cầu phụ như sau này. Đó chính là gì? Người ta có thể hỏi các bạn một cái yêu cầu phụ, đó chính là nhận xét cách miêu tả con người của Nguyễn Tuân sau cách mạng. Thế bây giờ các bạn phải hiểu ngòi bút của Nguyễn Tuân sau cách mạng hướng tới điều gì đã. Ngòi bút của Nguyễn Tuân sau cách mạng là hướng tới này này, là hướng về người chiến sĩ và những con người lao động thầm lặng. Những con người ấy dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân không chỉ là những công dân dũng cảm mà còn là những con người tài hoa nghệ sĩ, được miêu tả trong khung cảnh cũng phù hợp với tính cách tài hoa nghệ sĩ ấy. Đấy, vì thế tác phẩm của Nguyễn Tuân đem đến cho người đọc niềm tự hào về một dân tộc không chỉ có chính nghĩa và khí phách anh hùng mà còn có tư thế sang trọng và đẹp của những con người sinh ra trên mảnh đất nghìn năm văn hiến đấy. Ở đây cô muốn các bạn chú ý cho cô cái này này. Những nhân vật ấy không chỉ là công dân dũng cảm mà còn là những con người tài hoa nghệ sĩ, được miêu tả trong khung cảnh cũng rất phù hợp với nét tài hoa nghệ sĩ ấy. Đây là một cái ý văn mà các bạn cần phải nhớ. Đấy, các bạn cần phải nhớ giúp cô này. Những công dân dũng cảm mà tài hoa, nó cũng như là hai nét tính cách của người đáy đỏ sông Đà đấy, chính là dũng cảm đương đầu với thiên nhiên dữ dội để tạo nên nét tính cách kỳ vĩ trong tâm hồn của mình. Bên cạnh đó, người đáy đỏ sông Đà còn rất tài hoa nghệ sĩ nữa, rất giản dị khiêm nhường nữa. Đấy, được mô tả trong khung cảnh cũng rất phù hợp với tính cách nghệ sĩ ấy. Có nghĩa rằng là để làm nổi bật được vẻ kỳ vĩ và tài hoa khiêm nhường, giản dị của người lái đò, thì người lái đò ấy phải đặt trong một cái không gian, đặt trong một cái môi trường, đặt trong một cái khung cảnh để làm nổi bật được nét tính cách đấy. Nếu như đặt người đó ở sông Đà mà trèo ở con sông Hồng thì liệu rằng có làm nổi bật được nét kỳ vĩ đấy không? Liệu rằng có làm được nổi bật được cái vẻ tài hoa nghệ sĩ của người lái đò hay không? Không. Người lái đò ấy, những con người lao động thầm lặng ấy phải được đặt vào một cái khung cảnh phù hợp để làm nổi bật nét tính cách đó. Và đấy cũng là quan điểm của Nguyễn Tuân sau cách mạng. Sau cách mạng, Nguyễn Tuân hướng tới những con người đang thầm lặng cống hiến cho thiên nhiên Tây Bắc thêm giàu mạnh. Đây là những năm mà đất nước ta đang bước vào công cuộc xây dựng xã hội mới. Đó chính là những năm mà đất nước ta tái tạo lại, khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Bởi vì lúc này chiến thắng Điện Biên Phủ thắng lợi, đúng không ạ? Vào năm 1954, đấy là chiến thắng Điện Biên Phủ thắng lợi. Đất nước ta chuyển sang một giai đoạn mới, đó chính là miền Bắc bước vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, tái tạo và khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Vậy thì trong cái công cuộc khắc phục lại hậu quả sau chiến tranh đấy, những con người thầm lặng này, những con người đang lặng lẽ dâng hiến, lặng lẽ cống hiến cho Tây Bắc thêm giàu đẹp này, họ có ý nghĩa gì không? Có chứ.
Đấy, và khi viết tùy bút người ấy ở sông Đà, miêu tả con sông Đà kỹ lưỡng bao nhiêu, miêu tả con sông Đà chi tiết hùng vĩ bao nhiêu, thì mục đích của nhà văn Nguyễn Tuân vẫn chỉ hướng tới một điều là làm tô điểm vẻ đẹp của con người nơi đây mà thôi. Khóc cái gì thế? Sao lại khóc? Sao lại khóc hả Trang? Trang không gõ bài đi à? Trang không gõ bài với bạn Ly à? Cô đây xem nào. Cô ơi, ví dụ luận điểm 2 và luận điểm 3 thì luận điểm trước mình nên khái quát như thế nào? Mong cô rep. À, nếu như mà luận điểm 1, luận điểm 2, luận điểm là như nào? Sao khó hiểu nhỉ? Ví dụ cho luận điểm 1, luận điểm 2 thì luận điểm trước mình, luận điểm là đang là làm một ý ở trong bài viết của em mà. Sao hiểu khỏi câu hỏi khó hiểu nhỉ? À, ý các bạn đó chính là nếu như mà trong đề người ta cho bạn một đoạn trích về người lái sông Đà thì bạn nên khái quát như thế nào đúng không? Có đúng là như thế không? Chứ sao lại luận điểm, ví dụ luận điểm 1, luận điểm 2 sao khó hiểu nhỉ? Có nghĩa rằng là nếu như mà người ta cho bạn một đoạn trích về sông Đà trữ tình chẳng hạn, yêu cầu bạn phân tích đoạn trích đó thì bạn sẽ bao quát tác phẩm và khái quát tác phẩm như thế nào phải không? Hoặc là người ta cho các bạn một đoạn trích về người ấy, ông lái đò thì bạn sẽ phải khái quát cái tác phẩm này như thế nào đúng không? Rất là đơn giản. Bạn chỉ cần viết như này thôi. Viết về tùy bút người lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân đã đi tìm vẻ đẹp trong thiên nhiên và con người. Đó là chất vàng 10 mà Nguyễn Tuân đã dung nung rèn trong những áng văn của mình. Và hiện lên trong tùy bút người lái đò sông Đà là hình tượng sông, con sông Đà và người lái đò. Đối với Nguyễn Tuân, khi ông miêu tả sông Đà chi tiết bao nhiêu, kỹ càng bao nhiêu, tỉ mỉ bao nhiêu thì mục đích cuối cùng cũng làm nổi bật người lái đò sông Đà. Và ở đó, người lái đò sông Đà hiện lên với hai nét tính cách kỳ vĩ khi đối mặt với con sông nguy hiểm và giản dị khiêm nhường khi đã vượt qua những quãng sông hung bão. Thế là bạn đã bao quát được nội dung của cái tác phẩm này rồi. Đấy chính là cái tác phẩm này nó có hai đối tượng. Đối tượng thứ nhất là dòng sông với hai nét tính cách đối ngược, và con người cũng mang trong mình hai nét tính cách đối ngược được hình thành từ hai cái nét tính cách đối ngược của dòng sông. Hiểu không ạ? Hiểu chưa? Thế nhá. Đấy, thì đối với văn Nguyễn Tuân sau cách mạng thì bạn cần phải nhớ điều đấy giúp cô. Đây là ý 1 này. Đây là ý 1 nhá. Đây là ý 1. Nguyễn Tuân là một định nghĩa về cái đẹp, một người nghệ sĩ suốt đời, một người nghệ sĩ chân chính suốt đời đi tìm cái đẹp. Đấy, để như nào. Thì người ta cũng có thể hỏi các bạn đó chính là gì? Nhận xét nguồn cảm hứng của Nguyễn Tuân khi viết tùy bút người đò sông Đà. Thì các bạn sẽ trả lời như nào? Đấy, bây giờ người ta có một cái nhận xét đó chính là nhận xét về cảm hứng của Nguyễn Tuân khi viết tùy bút người đò sông Đà. Thì các bạn sẽ nhận xét cái gì bây giờ? Thì cái câu trả lời cho cái nguồn cảm hứng mà Nguyễn Tuân viết tùy bút người đò sông Đà là cái gì ạ các bạn? Trả lời đi. Trả lời đi nào. Các bạn thấy mấy hôm nay cô béo ra đấy. Các bạn nhìn thấy cái má cô nó căng lên này. Da cô nó căng lên. Béo. Béo ú. Mong rằng là thi xong cô sẽ lên được 48 cân để mặc váy cho đẹp. À, trả lời đi. Nào trả lời đi. Vậy theo các bạn, nguồn cảm hứng Nguyễn Tuân khi viết từ tùy bút người đò sông Đà này thì các bạn sẽ trả lời những ý nào? Đấy, những ý nào? Có một cái câu hỏi phụ ở đây. Đấy, có một cái câu hỏi phụ ở đây.
Đấy, có một cái yêu cầu phụ ở đây. Đấy, yêu cầu phụ ở đây. Người ta phân yêu cho các bạn yêu cầu phân tích cái đoạn trích mà người ta cho rồi. Bây giờ các bạn nói là từ đó nhận xét. Đấy, sổ ơi. Từ đó nhận xét nguồn cảm hứng. Đấy, để Nguyễn Tuân viết Tùy bút người áo sông Đà. Các bạn thấy bạn sẽ trả lời những cái gì bây giờ? Nào các bạn nghĩ trả lời những cái gì bây giờ? Trả lời cái gì bây giờ? Nói nhanh lên nào. Thì các bạn sẽ trả lời cái gì? Nào. Các bạn sẽ trả lời cái gì ở cái đoạn trích này bây giờ? Các bạn sẽ trả lời cái gì cho cái yêu cầu phụ này bây giờ? Đấy. Thế nguồn cảm hứng ở đây nó chính là gì các bạn? Tại sao Nguyễn Tuân có thể viết được Tùy bút người đó là sông Đà? Vậy cái nguồn cảm hứng để Nguyễn Tuân viết Tùy bút người đó là sông Đà đây, đầu tiên nó phải là gì ạ? Nó phải xuất phát từ, đó chính là thứ tình cảm xuất phát từ tình yêu tha thiết của Nguyễn Tuân với quê hương đất nước, đúng không ạ? Không có tình yêu tha thiết với quê hương đất nước thì làm sao mà viết được? Đấy, đúng không ạ? Vậy yếu tố đầu tiên để các bạn viết đó chính là gì? Cái nguồn cảm hứng để Nguyễn Tuân viết Tùy bút người đó là đã xuất phát từ tình cảm chân thành của ông, đó chính là tình yêu tha thiết đối với quê hương đất nước. Đúng không? Đấy. Đúng không ạ? Tiếp theo đó chính là gì? Tiếp theo đó chính là gì đây? Đó chính là Nguyễn Tuân khi viết Tùy bút này là muốn gì đây? Muốn đi tìm cái gì ạ? À? Muốn đi tìm thứ vàng 10. Đúng chưa? Đã qua thử lửa. Đúng không? Đã qua thử lửa của thiên nhiên đất nước. Đúng không? Và ông muốn đi khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên và con người. Ồ hay nơi đây. Đúng không? Nơi đây, cái mảnh đất mà đã thầm lặng, đúng không ạ? Đã thầm lặng cống hiến cho Tây Bắc. Những cái mảnh đất và con người đã cống hiến, cái mảnh đất và những con người. Đấy, đã cống hiến thầm lặng cho Tây Bắc thêm giàu đẹp đấy này. Ồ hay. Ồ hay. Còn cái gì nữa ạ? Còn cái thứ ba đó chính là gì? Nguyễn Tuân muốn ca ngợi những con người. Ôi dồi ôi. Đã gì đây ạ? Trời ơi, đã làm gì đây? Đã cống hiến cho cái mảnh đất này. Xong mất. Trời đất. À các bạn còn muốn cô còn cái bài gì nhỉ? Trời ơi, cô thề với các bạn, chẳng hạn như các bạn cứ học tủ vợ nhập mê, học tủ vợ chồng A Phủ mà nó ra sóng thì các bạn hơi mệt đấy. Đấy. Các bạn hơi mệt đấy. Xong chưa? Thế nhá, tiếp theo này. Nó đơn giản như thế thôi. Nguyễn Tuân luôn ca ngợi những con người. Đấy. Đấy như những con mười, cái chất vàng mười của thiên nhiên núi rừng Tây Bắc, những con người đã cống hiến thầm lặng cho Tây Bắc thêm giàu đẹp này này. Đấy. Xong chưa? Ô hay, nó còn cái gì nữa ạ? À? Nó còn cái gì nữa đây? Ồ các bạn hình như không học hay sao nhỉ? Các bạn không thích sông Đà đúng không? Nguồn cảm hứng của Nguyễn Tuân đó chính là xuất phát từ tình yêu này, đi tìm ca ngợi con người này. Đúng rồi.
Được chưa ạ? Đúng rồi đấy, nó có ba cái ý đấy đấy. Chưa? Xong chưa? Xong chưa ạ? Đấy, rồi ôi. Xong chưa nào? Bây giờ tiếp. Có một ý nữa, có cái ý thứ tư mà các bạn cần phải nhớ về phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân. Phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân được gói gọn trong một chữ ngông. Đấy, nói đến Nguyễn Tuân là nói đến ngông. Nói đến Nguyễn Tuân là nói đến sự độc đáo không lặp lại trong những trang văn mà trong cuộc sống. Nguyễn Tuân hướng tới cái đẹp dữ dội và phi thường. Đấy, Nguyễn Tuân từ chối những cái nhạt nhẽo bằng phẳng và quen thuộc. Văn của Nguyễn Tuân được thể hiện dưới một ngòi bút tài hoa uyên bác. Cái sự tài hoa uyên bác này được đổ có sự đổ bóng từ vốn kiến thức sâu rộng cho Nguyễn Tuân. Sâu rộng ở đây là chính là ông hiểu biết nhiều. Ông là một bậc thầy với ngôn ngữ. Nên là những trang văn của Nguyễn Tuân không bao giờ thấy có một sự trùng lặp đó trong đối tượng. Đối tượng hay là trong liên tưởng hay trong ngôn từ cả. Ví dụ như là chỉ so sánh về, chỉ viết về sông Đà, vách đá sông Đà thôi mà cũng đã huy động đến 6 liên tưởng. Đấy, chỉ miêu tả người đấy là vượt thác thôi mà Nguyễn Tuân đã đến sử dụng đến 300 động từ miêu tả về người đấy là vượt thác, nhưng không có một động từ nào lặp lại nhau. Điều đó chứng tỏ một điều là Nguyễn Tuân là một bậc thầy về ngôn ngữ. Đấy, như nào? Và cái sự am hiểu về ngôn ngữ đấy, cái vốn ngôn ngữ sâu rộng đấy là được tổng hợp từ vốn kiến thức uyên bác của Nguyễn Tuân. Vốn kiến thức uyên bác đấy là được kết hợp từ việc là Nguyễn Tuân đã được nung rèn từ mà gia đình. Và thứ hai là nó được tổng hợp từ việc Nguyễn Tuân đi nhiều, khám phá nhiều. Đấy, và Nguyễn Tuân miệt mài trong quá trình lao động của mình. Được chưa nào? Đấy, đây tôi nói thật nhá, chỉ mấy cái ý này thôi, 1, 2, 3, 4, 5 ý này thôi là các bạn có thể xử lý yêu cầu phụ một cách ngon đẹp luôn. Xong chưa ạ? Đấy, chỉ có 5 cái ý này thôi mà các bạn có thể xử lý yêu cầu phụ một cách ngon đẹp luôn. Quan trọng là bạn viết thế nào cho nó hay thôi. Đề nghị cô Dương trao giải thưởng gì ạ? Đề nghị cô Dương trao giải thưởng cống hiến thầm lặng cho bạn Ly. Cô đã bảo bạn Ly rồi, cô đã nhắn tin riêng cho bạn Ly rồi, cô đã kết bạn riêng với bạn Ly rồi. Cô bảo bạn Ly là sắp tới thì cô có một cái chương trình gọi là tri ân học sinh á, và cô chắc chắn sẽ mời bạn Ly đến và tặng một cái điều, một cái món quà gì đấy nhỏ nhỏ để cho bạn Ly. Đấy nhá. Chưa còn phân tích như thế nào thì cô đã có một cái tiết phân tích rất kỹ rồi. Từng đoạn trích, từng nội dung, từng đối tượng ở trên YouTube cô đã tải lên đấy rồi. Thế nhá, các bạn có thể lên xem. Đấy ạ. Đấy, bây giờ cô chỉ đi tổng quát lại cái bài này thôi. Bởi vì bài này cô đã dạy các bạn đến 10 tiết rồi nhá. Đến 10 tiết về người đó là sông Đà rồi. Thế nên là các bạn cố gắng đi. Cố gắng đi nhá. Xong nhá. Thế thôi nhá. Xong chưa nào? À đây đây xem nào. Cô ơi, cái gì đây? Cô ơi, cái gì đây nhỉ? Cô ơi, chỗ thác nước thì những luận điểm trước đó mình nên khái quát như thế nào? Cô vừa mới nói xong. Đó chính là bạn chỉ cần nói rằng là
tùy bút người đó là Sông Đà, Nguyễn Tuân miêu tả hai đối tượng, một là Sông Đà và hai là Tùy Bút Người Đó Là Sông Đà. Nguyễn Tuân miêu tả Sông Đà kỹ lưỡng bao nhiêu, tỉ mẩn bao nhiêu thì mục đích cuối cùng cũng làm nổi bật Người Đó Là Sông Đà. Và trước khi đến với hình ảnh Người Đó Là Sông Đà, chúng ta hãy điểm qua con sông Đà để thấy được khung nền mà Người Đấy Là Sông Đà xuất hiện đặc biệt như thế nào. Và sự đặc biệt ấy đầu tiên là đoạn trích nói về thác đá chẳng hạn. Đấy, thì bạn chỉ cần khái quát như thế thôi, chứ bạn đừng có liệt kê hết ra, mà bạn viết khéo một chút như thế. Bạn viết khéo rằng là gì? À, sông Đà sẽ có hai nét tính cách, và cái đoạn mà bạn viết nó thuộc vào cái nét tính cách dữ dội của sông Đà. Thế là người ta tự hiểu rồi, chứ người ta không cần bạn phải liệt kê ra nữa làm gì cả. Đấy, bạn khái quát như thế giúp cô nhé. Thế nhá, được chưa? Rồi, tối nay cô sẽ live stream sóng nhá. Tối nay cô sẽ live stream sóng nhé. Và cố gắng đêm nay cô sẽ hoàn thành hết cái này để cô gửi tặng các bạn nhá. Bây giờ cô đi biển chơi tí, chứ stress lắm rồi, thật sự với bạn. Các bạn bao giờ cũng phải hình dung, đó chính là cô một ngày có 24 tiếng mà cô ngủ 4 tiếng. Trong khi đó 18 tiếng đến 20 tiếng cô chỉ đắm mình trong chữ thôi. Thế nhiều khi cô bị ngáo đá luôn ấy. Cô viết sai chính tả cô cũng không biết luôn. Cô viết sai dẫn chứng cũng không biết luôn. Cô viết sai người nói cái nhận định đấy cô cũng không biết luôn. Mặc dù cô làm trước đây cô là một người rất là super trong việc nhớ nhận định và nhớ dẫn chứng, nhưng bây giờ não cô đã trở thành não cá vàng mất rồi. Thế bây giờ một ngày cô uống 3 viên omega 3 mà trí nhớ của cô nó vẫn còn ngáo ngơ luôn ấy. Đấy, khi nào các bạn phải đắm chìm trong công việc như thế thì các bạn mới biết được rằng là nó khủng khiếp như thế nào. Một ngày phải đến 18 tiếng cô chỉ ngồi ở máy tính và chỉ đắm mình vào trong những con chữ thôi. Ngáo ngơ gần chết. Thế nhá. Rồi, ok. Ok thế nhá. Rồi. Thế nhá, bây giờ cô đi tắm cho con lợn nhà cô xong rồi cô đi biển chơi tí, tối về cô sẽ livestream hướng dẫn các bạn bài thơ sóng nhé. Ok, bye bye. Bye bye. Đấy, các bạn có thấy kiểu make up như thế này đẹp không? Thực ra thì cũng chẳng make up cái gì đâu, chỉ đánh son với một lớp kem chống nắng thôi. PR kem chống nắng một tí nhá. Cô dùng kem chống nắng này này. Đây là kem chống nắng mà 4 cộng luôn, 4 cộng luôn. Đây lại có cả PA, xong có cả SPF. Đấy, mấy cái chỉ số rất là khủng khiếp. Đấy, yeah. Đây nha, kem chống nắng. Mỗi buổi livestream sẽ review một sản phẩm. Ok, bye bye các bạn, nói đùa thế thôi. Thế nha, tối rồi học nhá. Có thể hôm nay học sớm đi. Học mà lúc 9:30 nhá. Thế nha các bạn nhá. Đấy, ok, bye bye.